quan ơi, ông ngày ông ấy về ông chỉ có gò dấp mới gò té rồi thôi chứ ông đi được tới đâu. Về miền Tây đó, anh về miền Tây mà nội mà anh kêu mấy đứa nhỏ nó kiếm cá lóc mà đứng chui đó, trời ơi má ơi mẹ ngồi. Trời ơi đủ đó, thằng Quỷ Thương nhất nó hứa rồi, đủ có tao về kỳ này là nó có rồi. Ông ơi ông, đủ mà đừng có hứa thì tự mò tự kiếm, muốn ăn thì ăn vào bếp. Không phải có đâu nữa. Đủ thì cũng mà tôi nói bảo ông thì bởi ông chỉ có thì ông chỉ có gò dấp gò té thôi, làm sao mà ông đi tới đâu được mà nữa. Không đi xuống với miền Tây thì ghé đường thứ nhất là làm vài con cá nướng trôi miền Tây mới có. Ở người ở miền Tây ông phải về cá lóc á, ngoài cái chua ra thì ông phải nói nướng chui hay là hấp hèm. Ôi cha ơi nước má ơi thao ta nướng chui ta khoái à, tại nó khô với lại nó nhậu ngon, mập thịt ngon đủ chấm. Vậy là chấm gì đâu vậy, chấm quá. Nếu mà ông nói nhậu ngon đó thì cái đó nó hơi khô, cho nên là người ta nói là dân nhậu thì phải hiểu một câu là món khô thì phải uống bia, mà món nước thì phải là uống rượu. Mà nếu mà cái món đó món khô mà anh uống rượu thì phải chữa lửa bằng bia. Trời ơi, canh chua. Không, có, đã rồi, cá lóc nướng chui mà chữa lửa đâu canh chua đâu đó. Đúng không? Uống, nên là mình... uống chết rồi, uống hai thứ vô đây mít chết rồi. Anh thấy có một bia thằng nào mà đề là nhậu chết không? Chưa có. Thù quá. Không có nghĩa trang nào để tên là rượu mà chết vì rượu, chết vì bia nhậu. Ờ, hoặc là người ta đề là thằng này nó chết vì say rượu cũng có. Anh biết không, những cái người mà anh không thấy đâu, coi mấy cái phim mà Trung Quốc nó làm hay gì đó, mấy ông sư mấy ông gì đồ này đó nó đi cà điển ở đó đúng mà toàn là thành đạo không á. Đeo cái bình toàn tem bên cạnh à. Toàn thứ dữ không á. Nhưng mà nhà tôi thì hồi xưa người ta nói là ba tôi uống nhậu từ chiều ngày hôm nay tới sáng ngày mai uống nhậu tới chiều 11 luôn á. Nhưng mà nhà xưa hồi xưa má tôi nói là tôi giống nối dòng, mà cuối cùng là tôi mất mẹ dòng rồi, tôi uống nổi đó. À, hồi xưa không nổi cứ, vậy. Hồi xưa sáng sớm ra là ông già làm 2 lít, tôi làm 2 lít rồi ông đi kiếm bạn được nghe bạn thôi. Ôi trời. Cái đó là tôi nói thiệt á, chứ không phải giỡn đâu, tức là sáng người ta uống cà phê, tôi ba tôi là kiếm thằng lít đi nhậu trước cái đó rồi tính sau. Còn nếu mà hứng thì ông làm cái can 2 lít chứ tôi làm can 2 lít tôi không đấu. Rồi mẹ sáng sớm mà rồi mà làm chị hay chị là chắc cũng tiêu rồi, ở làm gì ghê vậy. Không dám đâu ông, hôm vừa rồi tôi về tôi đi Hà Nội sáng sớm nhỏ đương nhỏ gái nuôi ở dưới uống liêm Trà Vinh nè. Đi ra nó trời ba, người ta đi uống cà phê ba làm gì vậy? Ủa sáng sớm tôi có hết lết rồi. Tao má hồi tao không có chơi với mày nữa đâu, được quá. Đi theo mày. Đi theo mày được quá. Đủ quá tao rẻ đi theo ngoài, đủ quá tao có nằm ngoài sao? Bây giờ tôi kỳ vậy. Tôi đang biết nè. Ở dưới má, tôi lâu quá tôi thèm nữa nha. Sáng sớm tôi ra tôi kêu với thích canh rồi tôi cháu lòng rồi tôi làm đâu chừng nửa lết thì ra rồi tính sao. Anh bác biết sao không? Trời, bây giờ em bây giờ em đã hiểu tại sao mà ngày xưa bố cầm ổng đi lính mà ổng phải nhảy vô bộ tre ổng nằm rồi. tức là gan thỏ đế à. Mới nghe bắt hù uống súc miệng một lít không là bỏ chạy rồi, rồi mà em muốn gì mà cái lính mà nó nổ đùng đùng. Thôi đúng nói không? Cho anh cầm nghe, tôi nói cho anh cầm nghe này nhá. Bây giờ không phải là lên trên mạng rồi tôi nói với anh, rồi tôi nói để tôi tố anh hay là gì trên mạng. Tôi có hứa với thằng Thư Văn rồi. Nếu mà kỳ này anh có về Sài Gòn thiệt, tôi sẽ mời anh, đích thân mời anh qua nhà tôi. Nhà tôi thì nhiều không nhiều, nhưng mà má tôi ngâm hũ, em ngâm hũ, tôi ngâm hũ, tôi ngâm trò đúng không anh, mà tôi vẫn ngâm ở bên đó. Tức là thằng em tôi nó có một cái hũ mà cái gì chứa hột. Bên mẹ hả? Không, cái thằng em thì nó ngâm chứa hột rồi nó ngâm cái dụng gì mà ở ngoài Bắc nó đưa cái rễ cây vô nó màu tím tím nè, cái bằng cái gì rồi. Nó thang. Không. Mà em nó thang cái gì cũng là điều thuốc đinh lăng hả? Đinh lăng nó có một cái tên nghe nói là uống cái này nó nhức mỏi gì của mẹ tự nhiên nó cái màu tím tím mà uống nó hơi đắng ngào. Ba kích rồi ba kích nó cũng uống ba kích. Còn bà già đó thì bà già mất rồi, nhưng mà bà già ngâm cái hũ đó rượu rắn đó là 5 cặp hổ mang. Mà bà cái điều quan trọng nhất á, tao chơi tới mày tới tù luôn rồi. Cái điều quan trọng nhất rồi cái bà già bà già ngâm 5 cặp hổ mang nói nè. Ừ, cái hàng rào mày có mở cửa hay đóng cửa không? Vô hàng rào nhà tao tôi thì không, cái hàng rào nhà tôi thì anh không mở, anh không leo được rồi.
Chết mẹ. Rồi anh có một hũ tôi chạy thôi. Không, tôi có một cái hũ và tôi ngâm là khoảng chừng 20 mấy năm rồi, tức là trong đó là 2 thang thuốc minh mạng và nhưng mà ba cái con cái đó nó cạn nước sao? Không, nó vậy nó cạn. Mà đó là tôi niêm phong cấm cửa mà. Tức là ba cái hai cái con cu cái con hải cẩu đó anh. Mà hai cái đó là hồi xưa đó là thằng đệ ở bên Việt Nam là nó mua một cái đó là 500 đô mà nó tặng cho nó, mà coi như tôi ngâm như vậy là 20 mấy năm nay, mà hồi xưa mấy đứa em nó chảy uống cái này cái gì, mà khi mà mở cái nắp ra anh đã cảm thấy nó có cái mùi thơm đó. Mà uống nhưng mà một cái lâu quá thì nước nó cạn không? Không, tại vì anh đẩy nắp mà anh ấy mà ngon lành lắm, mà tôi bảo đảm bên nhà có 5 hũ, mà hũ nào hũ đấy là khoảng trên chục năm trở lên đó. Thôi, mà chưa tính lúc nào thằng em nhà tôi á bên vợ nó ngồi quá nhậu, nè mày tao ngồi vào bên ngồi trước hàng rào được không, tao không vô không, mà thằng em nhà tôi á là con bên vợ nó nấu rượu thì nhà nó lúc nào cũng phải có 1 can 20 lít, nói là nó vui thôi chứ mà lúc nào có can 20 lít, nó nói ở nhà lúc nào có sẵn thì mà ông đặt làm chi vậy, tao thích đặt đó. Hôm vừa rồi thằng em mới nói hàng đã về tới nơi 12 lít rượu đế nếp nàng quân. Anh tôi bây giờ tôi không có khóa cổng, nhưng mà cỡ như anh mà vô mà anh vô mà anh bảo khơi khơi mà anh đi ra thì có bộ hơi bị khó. Tập đúng quá. Tại vì thường thường đó là tôi ngồi đó rồi chứ mà có dàn đệ tử nó ngồi ngoài á, anh muốn đi ra nó nói đại ca có cho ông ra chưa? Mà chưa là đúng vậy. Vậy sao thoát được nông dân vụ bá thơ quan cứu đồ. Anh tôi hứa anh được thứ nhất nói vui chứ thôi. Ví dụ như là nông dân đó thì nó ở xa quá mà không biết nó có dám lên Sài Gòn không thì tôi không biết, nhưng mà tất cả những anh em mà ví dụ như là nói thật một thật chân tình luôn, như hôm vừa rồi tôi cũng nói thường xuyên nhất rồi với cái nhìn chung thơ quan anh hoặc là thằng Trung rồi đó, hoặc là bây giờ ví dụ có gặp nông dân đây thì mình chưa thấy mặt nhưng mà nghe giọng nói rất là dễ thương, rất là hiền, rất là ngoan, thì tôi cũng chân thành tôi mời. Tại vì sao? Tại vì cái gì cũng vậy, nó có cái con người ta nó có cái duyên đó, là tôi cũng sẽ mời đến nhà rồi giao lưu cho anh em mình đã biết. Tại vì gặp nhau thế này rồi thì ngoài đời thì đương nhiên có những cái quan điểm nó cũng có thể khác nhau hoặc cái gì, nhưng mà cái gì thì cái nó không qua cái tình. Sống trên đời này nó không có tiền đó thì cũng là chữ T, thế nhưng mà tiền đó thì nó đi vô túi mình rồi nó cũng đi ra. Đúng rồi. Cái tình thì khó kiếm lắm, mà nhất là khi mà người ta hạp nhau trong vấn đề tình cảm uống hoặc là xã giao, nói là nói chọc chơi thế thôi, chứ còn anh cứ nghĩ đi, có được năm nào bao nhiêu đâu, tôi biết anh bao nhiêu năm nay rồi mà đâu có gặp mặt được đâu, nếu mà về cái này có dịp gặp thì khóa tuyệt vời chung với thằng Thơ Quang. Nhưng mà tại vì tôi cũng có ân oán với thằng Trung với thằng Thơ Quang, về tôi đã nói rồi mà đủ mà dứt khoát là tôi phải bắt thằng này giống như kiểu ông già người Nam Bộ hồi xưa, mày cúi xuống cho tao 45 roi vô đít con, ví dụ vậy đi, là tôi hâm là tôi thằng Thơ Quang với thằng Trung rồi. Trung ừ tao thù hai người đó, cho nên tôi có anh yên tâm để tôi tính sổ luôn đó. Rồi cho nên là mà chiến sao thằng Trung nó có đăng ký cái tour em với nó đi đi du lịch Mũi Né rồi bác ơi. À thì cứ đi đó anh, thì nói chung là anh thì cạo đầu rồi chứ anh không sợ ai nắm đầu hết, anh đi đâu được. anh sẽ đi miền Tây nè, rồi anh sẽ đi cái này kia, còn riêng một cái tour của anh thì anh hẹn với em thì dứt khoát là phải có, nhưng mà cái đó nói chung là anh em mình biết thôi, chứ còn đừng cho ông cầm nghe ông nổi ông nhảy ông đứt cái máu đó tôi quan ơi. Dạ ừ. Ừ. Tại vì đầu ông chưa cạo thì ông đi có được. Tại vì anh về đi thì tao nhắc lắm, nắm được hết anh ơi, ở Việt Nam hay lắm, tụi nó gắn keo nó cầm cái sợi dây nó kéo được à. còn tôi gắn keo không thua. Thôi, anh biết không, hôm qua tôi rồi cho tôi nó ngủ đi. Nó đâu mình chọt, mình cứ chọt cho nó ngủ thôi. Biết trâu gì. Chứ anh biết không? Trời. Đúng rồi, hôm bữa mùng 1 Tết tôi nhậu cho đã xong rồi tôi mới tính xuống nằm, đúng rồi, mà chết mẹ nó, đúng 2 giờ đêm mà ông gọi xong chúc Tết thì không lẽ mình nói cái gì đây? Ừ.
nó là thằng thứ hai ở Việt Nam, nó gọi qua nó nhắn mình biết anh, trời ơi mày thương tao chứ vừa thôi chứ kiểu này tôi ốm mẹ mấy ký rồi. Nó qua, vậy đó. Nó gọi qua cho tôi cho chúc Tết tôi. Mẹ nó khổ quá, giờ chúc Tết cũng bị trách nữa thấy không nông dân, thấy không? Sống sao giờ cho hài lòng mấy ông chú mấy ông anh mình giờ. Không chúc thì cũng trách, mà bây giờ chúc thì cũng bị mang tiếng, khổ quá nông dân. Không, nhưng mà nói gì thì nói đi nữa, nó có cái tình cái nghĩa. Nhưng mà anh có mệt, anh có chết thì cũng bỏ thôi. Nhưng mà có điều là như đó là anh cũng đủ hiểu rồi. Tức là thằng em ấy nó có ăn miếng, nó có nhớ tới mình. Thủ mắt bây giờ nó kêu, nó ăn miếng gì nó kêu giống như là cơm cúng vậy đó. Ừ. Sao nó quen biết bạn bè nhiều, nó không kêu ai. Rồi bữa hôm rồi nó đi ăn chỗ Nam ấy, nó ăn vịt quay lá mốc mật đấy. Nó đăng lên, nó nói đây này anh bắt này, anh bắt vô này. Trời ơi trời, nó biết tên tôi nữa chứ. Lá mốc mật là lá làm sao tao không biết nè. Anh bây giờ anh về đó, anh coi anh hỏi tụi nó đó. Tại vì anh phải móc cái mật ra, xong rồi anh lấy cái lá đó, anh dồi vô lại. Chúng phải cái lá mốc mật, không là móc mật rồi nhồi cái lá đó, nhồi vô con vịt nướng ăn nó đắng 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 đắng. Con heo nó cũng đã nướng một cái lá rồi mà tao hiểu cái hình, tao không chưa hình dung cái lá ra làm sao. Tôi đã nói rồi, đủ mà anh cứ là Bình Dương Dĩ An rồi mới Gò Té thì làm sao anh biết cái gì. Người ta nói là đi ngày đàn học một sàng khôn ông nội. Nhưng mà cái lá tên gì, mắt hay là móc? Móc mật. Tức là anh phải, tức là tôi nói giải thích cho anh nhà, anh móc cái mật của anh ra. Trời ơi, móc mạnh cái đồ sống thôi. Nè, phải đủ quá là vừa phải như vậy. Thấy không? Lá tự tự như bùa ngót kìa, nó giống giống như bùa ngót. Nó to hơn em. À. Cái lá to hơn hơn bùa ngót. Lá nó dày hơn. Dày hơn, nó bự hơn. Đó. Ờ, thấy rồi, đây là gì đây? Nông dân ăn chưa? Chưa, con chưa biết cái đó. Con ở dưới này là chưa từng nghe, chưa từng biết. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ hôm nào chú về rồi báo cho biết rồi lên Sài Gòn chơi bữa ha. Con dạo này chắc cũng hơi bận, con ít đi, dạo này con ít lên chơi với anh Thư Quang lắm. Lúc trước con lên thường xuyên, lúc này con ít lên lắm. Bây giờ chỉ có bữa Tết với bữa nay rồi. Xin phép lên một hai ngày. Người ta nói là tháng 1 là tháng ăn chơi. Ồ cái lá này con, là, nó cũng giống giống như cái lá con kia. Con còn có con nhỏ đi chứ. Mấy đứa thì cũng đem đi bình sữa, đem đi bình sữa nữa. Con đứa một, hai nó con muộn. Anh có nhưng mấy đứa rồi? Một đứa. Gái à, con một đứa à. Đây gái. Bà nói đi theo bà đem đi bình sữa, gì đâu. Nó còn đi học mẫu giáo nữa. Ừ, thôi kệ nó đi về coi coi sắp xếp lên Sài Gòn chơi một hai bữa. Lên một con gà con ít lên chơi với anh Thư Quang. Ừ, ok được rồi. Cho nó ngủ đi bác ơi. Còn ví dụ mà cái muỗng dừa, cái gáo mà gáo dừa đó, gáo dừa muốn uống rượu ngon là phải ghé Bến Tre là họ làm muỗng dừa đẹp lắm. Ừ, không cái đó chú biết rồi, tại vì chú cũng hay đi xuống Bến Tre lắm. Dạ. Ừ, đi hồi xưa cũng hay xuống cái đó đi chơi với mất mấy, chỉ có mấy năm sau này là ít đi, tại vì từ ngày mà ra chú mất rồi, ba chú mới mất hồi năm rồi đó. Dạ. Cho nên là cũng ít đi, tại vì cái tháng 3 vừa rồi chú về là ba lo cho ông già mất, xong rồi nói chung là cũng lu bu mấy việc rồi mà cũng không có đi đâu được. Kỳ này về có mình thì chắc ra đi chỗ này chút kia chút rồi thăm anh em người chút rồi đại khái rồi. Là chú về xe về Bạc Liêu hay là Sài Gòn? Về Sài Gòn trước, tại vì nhà thì ở Sài Gòn. Dạ. Còn dưới Bạc Liêu thì bà nội cũng mất rồi, rồi bà cô thì cũng mới mất rồi, thì bây giờ có mấy đứa em thôi. Yeah. Mấy đứa em con cô thôi, vì ba chú là con trai độc mà. Thế cho nên là nhiều khi rồi về thì cũng ghé, cái này cũng đi. Nhưng mà cái này về Sóc Trăng. Sóc Trăng tại vì thực tế đó thì ông già là xã Châu Hưng, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Sanh ra lại đó, nhưng mà ông lại sống ở Bạc Liêu. Đó, cho nên đây là... Thì chú đi thì đi ngang qua Trà Vinh con gần hơn. Có không? Dạ, nếu mà về đi từ thành phố đi về Bến Tre rồi mới xuống dưới Trà Vinh mới đi qua Sóc Trăng, nó đi gần hơn là chú phải đi đường đi Mỹ Thuận về Vĩnh Long qua Cần Thơ rồi đi về Bạc Liêu, tại vì đường xa này nó mới mở là cầu Cổ Chiên để về Sóc Trăng Bạc Liêu. Ủa, chứ không đi gần đi, hơn đi phà đi đò đúng hồi xưa hả?
Dạ bây giờ còn một chuyến phà, còn một chuyến phà là từ bên Gò Quao à? Qua Sóc Trăng. Gò Quao à? Một chuyến. Không không. Bên thành phố đi xuống là xuống Bến Tre xuống xuống Mỏ Cày Nam đó, là xuống Mỏ Cày Nam thì qua Trà Vinh, qua Trà Vinh là cây cầu bắt liền rồi, cầu Cổ Chiên từ Bến Tre qua Trà Vinh liền rồi. Bây giờ còn một cây cầu nữa là từ Trà Vinh qua Sóc Trăng thì đang bắt thôi. À. Vẫn còn phà, chỉ chuyến đó thôi, một chuyến đó là phà thôi. Là đi đường đó về Bạc Liêu gần hơn. À, vậy là chuyến này chắc đi đường đó quá. Sao qua nghe chưa em? Dạ em biết mà, cái đó đi phượt ok đó. À ok. Để coi chuyến này mình làm chuyến rồi sao. Thôi nói rồi dẫn thôi chứ mấy đứa cũng trễ rồi, mấy đứa đi nghỉ đi. Dạ. Ừ, anh cũng đi sắp xếp. Ok. Thức ăn. Thôi được rồi, hôm nay cũng vui gặp nông dân đồ này nọ nói chuyện rồi vui, sống nhau luôn. Dạ. Có chuyện ở Việt Nam ha. Dạ. Ok, cảm ơn anh nha. Rồi. Bye bye chú. Bye bye. Cảm ơn nông dân. Xin chào mọi người, cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, cũng khuya rồi, tôi quay phát xuống cái like đây, hẹn gặp lại mọi người.